Hướng dẫn bốc lại bát hương bà cô ông Mãnh cuối năm đầy đủ và chi tiết nhất tại Phong thủy Gia Cát. Hoan hỉ chào đón quý anh chị và các bạn đến với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích về tử vi phong thủy và những vấn đề tâm linh hàng đầu Việt Nam. Được sự tư vấn của thầy Gia Cát cùng với các thầy phong thủy hàng đầu trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Được sự cho phép của thầy Gia Cát, ngày hôm nay thì kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn video hướng dẫn bốc lại bát hương bà cô ông Mãnh cuối năm. Như quý vị đã biết thì bà cô ông Mãnh theo quan niệm là những người chết trẻ trong gia đình, chưa lập gia đình và họ rất linh thiêng. Các linh hồn này thường đi về và báo mộng cho người còn sống, được xác nhận là chính xác do các thành viên ở trong gia đình. Đom đóm bay vào nhà và cách hóa chân hương trong buổi cúng lễ lạy, theo quan niệm và theo tín ngưỡng thì đó chính là sự đi về của các linh hồn. Thường thì khi có hiện tượng đom đóm màu xanh bay vào trong nhà thì đó chính là sự hiện diện của các linh hồn. Nên lập bàn thờ riêng cho bà cô ông Mãnh, bởi trước khi trở thành người âm họ còn rất trẻ, họ còn nhỏ tuổi hơn, cho nên không dám ngồi chung với các vị gia tiên đều là bậc cao tuổi, không dám ngồi chung giường thờ. Nên có bàn thờ riêng cho bà cô ông Mãnh để thờ cúng họ cho thật chu đáo. Mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Trong phong thủy, việc lập lại ban thờ và bốc lại bát hương bà cô ông Mãnh là việc làm hết sức cần thiết vào mỗi dịp cuối năm, để họ có nơi khang trang sạch sẽ ấm cúng về đón Tết cùng với gia đình và phù hộ cho những người trong gia đình một năm cát lành, may mắn. Việc lập ban thờ và bốc lại bát hương bà cô ông Mãnh là việc làm hết sức quan trọng, chính vì thế mà không thể làm bừa được. Để tránh vi phạm những đại kỵ tâm linh, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ hỗ trợ của Phong thủy Gia Cát cùng với sự tư vấn của thầy Gia Cát để mọi việc được hanh thông thuận lợi. Trong việc tâm linh thì đồ lễ là thứ đầu tiên để tỏ lòng thành kính với bề trên và những việc cần làm. Vậy nên khi lập ban thờ hay bốc lại bát hương bà cô ông Mãnh cần phải có những lễ vật sau: gà luộc 1 con, 1 đĩa thịt quay hoặc thịt luộc, 1 đĩa bánh bao chay 5 hoặc 15 chiếc, 1 đĩa chè, thuốc, trầu cau, 1 mâm cơm canh, xôi 2 đĩa, 2 đĩa hoa quả, mỗi đĩa 5 hoặc 15 quả, bánh kẹo, rượu, 1 đĩa gạo, 1 đĩa muối, hoa, 5 hoặc 15 bông nên sử dụng số bông lẻ, 1 đèn dầu cộng 2 cốc nến hoặc 2 cây nến. Đồ mã gồm có 5 đinh tiền vàng, bộ quần áo ông bà tiền chủ hậu chủ, 2 vàng hoa đỏ đại, 2 vàng ngũ phương, 3 tập tiền tào quan. Ngoài ra quý vị và các bạn cần phải chuẩn bị thêm hương, chuông lệnh, chuông hiệu nếu có, chậu sạch, khăn sạch, rượu gừng hoặc rượu ngũ vị hương. Sau khi chuẩn bị xong đồ lễ, ta tiến hành bốc bát hương cho ban thờ thần linh gia tiên thờ 2 bát hương. Để việc bốc bát hương được hanh thông thuận lợi, ta cần phải chuẩn bị những vật phẩm như sau: thất bảo, gạo vàng thần tài, ngũ vị hương, cho nếp, tờ di hiệu, giấy trang kim, trầm sông, tài liệu hướng dẫn bốc bát hương và văn khấn. 1. Thất bảo. Thất bảo là 7 bảo vật của nhân gian tượng trưng cho tinh khí của trời đất hội tụ. Thất bảo là một trong những vật phẩm không thể thiếu khi bốc lại bát hương. Để cho bát hương được linh thiêng, bắt buộc trong bát hương phải có thất bảo. Thất bảo bao gồm những thứ sau: vàng, ngũ hành thuộc kim là một trong những bảo vật đặc biệt của đất trời, không bị biến sắc, không bị nhiễm tạp, là bảo vật dẫn khí nạp tài, tượng trưng cho sự bình an, tài phú. Bạc, ngũ hành thuộc kim là bảo vật của đất, đại diện cho sự mộc mạc, chất phát, ánh sáng của trí tuệ, mang ý nghĩa là sức khỏe, trường thọ và an lạc. Hổ phách, ngũ hành thuộc mộc là bảo vật của mộc, kết tinh qua hàng triệu năm mà thành. Hổ phách cất giữ linh khí của mộc được tôi luyện nên có tượng trưng cho sự hòa hợp và may mắn. Ngọc phỉ thúy, ngũ hành thuộc mộc là báu vật được hình thành trong quá trình kiến tạo lớp vỏ trái đất. Ngọc phỉ thúy tượng trưng cho quyền lực quý phái, đem lại may mắn và bình an. San hô đỏ, ngũ hành thuộc hỏa, một trong những bảo vật quý hiếm với sự kết tinh của vũ trụ. San hô đỏ giúp đem lại may mắn, kỵ tà, thanh tịnh. Đá mã não đỏ, ngũ hành thuộc thổ là một dạng khác của đá thạch anh, nên mã não mang đầy đủ những năng lượng phong thủy tích cực. Mã não tượng trưng cho hạnh phúc, tốt lành và hưng thịnh. Ngọc trai tự nhiên, ngũ hành thuộc thủy là một trong những báu vật kết tinh của biển cả bao la, có màu sắc ngũ sắc lấp lánh khi đưa ra ánh sáng, tượng trưng cho tài lộc và may mắn. Ngoài ra trong gói thất bảo của Phong thủy Gia Cát còn có thêm chỉ ngũ sắc theo sự tư vấn của thầy Gia Cát. Sử dụng chỉ ngũ sắc trong bát hương để điều hòa ngũ hành kỵ tà và mang lại sự linh thiêng của bát hương. 2. Gạo vàng thần tài. Gạo vàng thần tài được xem là một vật thần kỳ, cực kỳ may mắn. Nó được chế tạo từ cát và đá tự nhiên thuần khiết. Mỗi công đoạn chế tác đều vận dụng nguyên lý ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ một cách nghiêm túc. Sự linh nghiệm đặc biệt mạnh của gạo vàng thần tài được sử dụng trong việc kích tài, vậy nên đây là vật phẩm cần phải có trong mỗi gia đình, đặc biệt là trong việc bốc lại bát hương và kích tài cho bát hương ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng. 3. Ngũ vị hương là vật phẩm phong thủy dùng để bốc lại bát hương và bao sái bát hương cũng như ban thờ. Ngũ vị hương bao gồm các loại hương liệu thảo mộc quý hiếm, được dùng rất nhiều trong phong thủy như tẩy uế xông khí khi vào nhà mới, bốc lại bát hương, pha với rượu để bao sái bát hương, lau dọn ban thờ cho sạch sẽ thơm tho. Khi có ngũ vị hương trong bát hương sẽ không còn bị tạp chất, sạch sẽ và thơm tho hơn, mang lại sự linh thiêng cho ban thờ của bạn. 4. Tờ di hiệu. Tờ di hiệu bát hương là tờ giấy được in thành màu vàng và được viết bằng chữ Hán đôm đỏ. Bộ di hiệu thường được sử dụng để viết tên người được gia đình thờ cúng và được đi kèm với đó là bộ thất bảo. Trong gói thất bảo mà thầy Gia Cát cung cấp đã có kèm tờ di hiệu và cách ghi di hiệu chi tiết cho từng bát hương. 5. Giấy trang kim. Giấy trang kim là loại giấy có một mặt trắng kim màu vàng, chuyên dùng khi bốc bát hương hoặc cho vào tiểu khi bốc mộ. Lớp giấy lâu ngày phân hủy nhưng còn lại lớp kim sẽ bọc lấy bảo vệ xương cốt. Mọi người nên dùng loại trang kim chuyên dùng, không nên dùng loại giấy bạc bình thường, sẽ không tiêu được lớp giấy. Giấy trang kim chuẩn được phong thủy lộc tài gửi kèm trong gói thất bảo mà quý vị đã thỉnh là thứ không thể thiếu để bảo vệ thất bảo khỏi tạp chất, tạp khí. 6. Trầm sông. Gỗ trầm hương làm thác khói với hương thơm đặc biệt, vốn được xem là có khả năng giúp tẩy hung khí, khí uế trong nhà. Ngoài ra sản phẩm còn giúp giữ cân bằng năng lượng. Vì vậy mà thác khói trầm hương có công dụng giúp tụ vượng khí, góp phần làm gia tăng may mắn, tài lộc cho gia chủ. Sau khi bốc lại bát hương, cần phải sử dụng nụ trầm để xông khí tẩy uế cho bát hương sạch sẽ trước khi dâng lên ban thờ. 7. Tài liệu hướng dẫn quy trình bốc bát hương và văn khấn bốc bát hương. Những tài liệu này đã được Phong thủy Gia Cát gửi kèm với bộ thất bảo để đảm bảo quý vị bốc bát hương được chuẩn chỉnh và chính xác nhất. Sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ lễ và vật phẩm để bốc lại bát hương, chúng ta bắt đầu tiến hành bốc bát hương lại theo quy trình như sau. Tờ di hiệu sẽ ghi như sau: phụng thờ hội đồng bà cô ông Mãnh họ 3 chấm, hoặc ghi phụng thờ hội đồng bà cô tổ họ 3 chấm chư vị chân linh. Ghi xong di hiệu ta tiến hành làm theo các bước sau. Bước 1. Sàng cho. Chuẩn bị ngũ vị hương, thất bảo, trầm, gạo vàng thần tài, viết di hiệu, bật lửa, hương. Bước 2. Sau khi sàng lọc cho nếp sạch sẽ, chúng ta tiến hành trộn cho với ngũ vị hương. Trong quá trình trộn cho nếp với ngũ vị hương, tâm ý phải hợp nhất. Toàn tâm toàn ý nghĩ về việc bốc bát hương, khi đó bát hương mới linh ứng. Ngoài ra phải đọc ngũ bộ chú. Trong quá trình trộn cho nếp như hướng dẫn mà thầy Gia Cát và Phong thủy Gia Cát đã có hướng dẫn gửi kèm trong bộ thất bảo. Sau khi trộn cho nếp đều với ngũ vị hương, cho nếp từ màu đen tuyền chuyển sang có ánh vàng của bột ngũ vị hương, có mùi hương thơm dễ chịu. Trộn đều cho nếp với ngũ vị hương xong ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 3. Gói thất bảo. Trong bộ cốt thất bảo mà Phong thủy Gia Cát gửi cho các bạn có kèm theo 2 tờ di hiệu và 1 tờ giấy trang kim, cộng với 1 nụ trầm để xông bát hương. Quý vị và các bạn bóc gói thất bảo ra, lấy tờ di hiệu ghi tên bát hương thờ ai như hướng dẫn của Phong thủy Lộc Tài đã gửi kèm cho quý vị trong gói thất bảo. Sau đó, gấp gói thất bảo lại, đặt vào mặt sau của tờ di hiệu, gấp tờ di hiệu làm 3 theo chiều ngang, sau đó gấp đều theo chiều dọc của tờ di hiệu từ dưới lên trên. Gấp xong tờ di hiệu, chúng ta lấy tờ giấy trang kim đặt ngược lên bàn, đặt tờ di hiệu đã gói thất bảo vào, sau đó gấp sao cho vuông vắn đẹp đẽ. Khi đã gấp xong ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 4. Khi ta đã bao sái tẩy uế bát hương sạch sẽ bằng rượu ngũ vị hương hoặc rượu gừng, ta đặt bát hương lên trên bàn sạch và tiến hành bốc bát hương. Đầu tiên, chúng ta rắc một ít gạo vàng thần tài xuống đáy bát hương, khoảng 1/3 gói. Tiếp theo, chúng ta đặt gói thất bảo vào chính giữa bát hương, sao cho đầu dưới của thất bảo hướng về mặt nguyệt bát hương. Đặt xong thất bảo, ta tiến hành bốc từng bát cho nếp vào trong bát hương. Khi cho nếp đến khoảng nửa bát hương, ta dừng lại rắc tiếp 1/3 gói gạo vàng thần tài đều trên bề mặt cho nếp. Tiếp đến, lại bốc cho vào bát hương. Khi cho nếp đến miệng bát hương thì lại tiếp tục rắc số gạo vàng thần tài còn lại vào trong bát hương. Lưu ý, ở giữa bát hương nên rác gạo vàng thần tài nhiều hơn ở những chỗ khác, để khi đặt cây trầm lên song bát hương không bị hóa, cắm hương sẽ bị đổ, gây nên sự lo sợ cho chính gia chủ. Để tránh việc này, chúng ta cần phải rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn ở giữa để khi trầm song không bị hóa bát hương. Sau khi rắc gạo vàng thần tài hết, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 5. Vệ sinh sạch sẽ bát hương và xông trầm tẩy uế cho bát hương. Trong quá trình bốc hương, cho nếp có thể làm bẩn bát hương. Quý vị và các bạn hãy dùng khăn sạch, sử dụng nước ngũ vị hương hoặc là rượu gừng, lau lại toàn bộ bát hương. Sau khi lau chùi sạch sẽ bát hương, đặt bát hương lên bàn sạch sẽ, nên dùng vải đỏ làm khăn trải bàn để nụ trầm mà phong thủy Gia Cát gửi kèm trong hộp thất bảo vào chính giữa bát hương để xông khí tẩy uế cho bát hương. Đợi cho nụ trầm cháy hết, ta tiến hành dâng bát hương lên ban thờ và cắm hương. Sau khi hoàn tất các thủ tục bốc bát hương, ta tiến hành dâng bát hương lên ban thờ, thắp hương và an vị lại bát hương. Quy tắc cắm hương và bài khấn đã được thầy Gia Cát gửi kèm trong bộ bốc bát hương. Nếu như cần tư vấn thêm, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số hotline phía dưới để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây thầy Gia Cát đã giới thiệu với quý vị về quy trình bốc lại bát hương bà cô ông Mãnh cuối năm. Hy vọng rằng qua video ngày hôm nay thì quý vị và các bạn đã có thể tự tin bốc bát hương bà cô ông Mãnh một cách đầy đủ và chính xác nhất. Quý vị cũng đừng ngần ngại, nếu như mà chúng ta có thắc mắc gì thì hãy liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát cùng với đội ngũ trợ lý của thầy để được tư vấn. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng sắp hết, năm cũ sắp hết, năm mới cũng gần đến rồi. Thầy Gia Cát cùng với chúng tôi, đội ngũ trợ lý của thầy, kính chúc tất cả quý vị và các bạn có một năm mới thành công và hạnh phúc. Chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông để luôn là người đầu tiên nhận được những thông báo mới nhất, những kiến thức bổ ích nhất quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.